Vậy là tròn một năm bên nhau, ngọt ngào rực rỡ như đang được sống lại tình đầu. Người ta cứ khen anh đa tình đến thế, mà sao lúc yêu em si tình đến thế. Con lên phòng, thế xong con thấy một cái phòng nó bé, bé bằng đúng cái nhà vệ sinh của con ở quê luôn ấy, bé lắm. Đến 3 giờ sáng tỉnh dậy thì mình đang nằm, đầu tiên mình đang nằm ở trận góc trong, chị kèn chèn con gấu và đến chồng mình. Thế xong đùng cái mở mắt dậy thấy ông này nằm trong cùng, xong mình đang gối đầu lên tay ông ấy, ôm ông ấy ngủ lúc nào không biết luôn. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Thơm quá. À, trời ơi. Chào cưng. Em cầm, em cầm cái đờn là chắc là đã có nhã ý là tặng cho hai MC với lại là quý vị khán giả một bài hát đúng không? Dạ vâng ạ. Bọn em cũng mong muốn mang một cái món quà đến cho chương trình ạ. Tụi em là dân tộc Nùng. Nùng. Dân tộc Nùng đẹp quá ha. Em định thắc mắc luôn á, em không biết tại sao hai bạn lại mặc trang phục như thế này, thì ra là hai bạn là dân tộc Nùng. Vâng ạ. Và đây là cái bộ đồ mà tức là để cái ngày đám cưới mình mặc hay là sao cơ? Vâng, cái bộ đồ này là như ngày xưa là trong những dịp lễ quan trọng hoặc là lễ hội các thứ thì bọn em cũng đều mặc. Đây là các em mang từ ở quê em, mình mang lên đây luôn. Đúng rồi ạ. Nhưng mà đây có phải là bộ cưới của em không? Dạ không ạ. À, con là người Kinh, chồng con là người Nùng ạ. À, con là người Kinh hả? Ồ. Nhưng mà ý là bây giờ cái bộ này á, cái bộ này là lúc con cưới con mặc bộ, con mặc đồ gì? Dạ không ạ, cưới thì bọn con mặc váy cưới, áo dài như bình thường. À. Nhưng mà hôm nay đến chương trình thì cũng xem rất là nhiều tập của Vợ Chồng Son ạ. Thấy mọi người cũng mặc váy cưới, mặc áo dài rất là nhiều, nhưng mà hôm nay con muốn đem một cái bản sắc của quê chồng của lên quê trên chồng. Sóng. Hay quá, nhìn hay chứ. Cuộc sống của hai em bây giờ là đang ở đâu? Bọn em đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Hà Nội. Đâu thôi em giới thiệu luôn đi. Dạ vâng. Thế lời đầu tiên cho con xin phép con chào cô Vân. Em chào anh Tiên. Chào quý vị khán giả. Con tên là Huy. Huy. Nickname của con là Huy Ly. Ừ. Con sinh năm 92 tại Trùng Khánh, Cao Bằng. Con là dân tộc Nùng. Tức là con 92, có nghĩa năm nay con cũng 31 rồi đó. Vâng, vâng. Nhìn nhỏ chứ. Nhỏ quá, nhìn tưởng là nhìn trẻ thiệt. Trời ơi, thì tưởng hai mấy á con. Vâng. Con hiện tại là con đang là một YouTuber, một TikToker, và công việc chính của con là producer. À, producer. Vâng. Và ngoài ra thì con còn ngoài ra là con còn có công việc là làm chồng và làm bố. Làm chồng và làm bố. Cô lại tưởng là nghe cái kia, cô tưởng là làm lúa. Con nói trời ơi, ở Hà Nội làm sao có chỗ nào cho con làm lúa được. Làm chồng và làm bố là tức là công việc chính. Vậy là chắc hai bạn này là TikToker hoặc là gọi là YouTuber là nổi tiếng lắm. Đây nè, mà tại vì mình chưa có kết, tức là mình chưa có find out ra thôi. Yeah. Đúng không? Rồi còn con giới thiệu đi. Thì lời đầu tiên thì cho phép con xin chào cô Hồng Vân và chú Tiên. Con sinh năm 98, năm nay 24 tuổi. Và con đến từ Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Hiện tại công việc của con thì kinh doanh online thẩm mỹ và có một khu du lịch nho nhỏ, một khu homestay. Ồ, giỏi vậy hả? Dạ. Homestay ở đâu? Nằm ở đâu cơ? Dạ, nằm ở Vĩnh Phúc ạ. Ở quê luôn? Dạ vâng ạ. Vậy đó hả? Rồi ủa giờ tụi con ở Hà Nội rồi ai coi ở trên đó? Cái khu du lịch đó thì bố mẹ con, ông bà ngoại là sẽ là người đứng đó như là quản gia trông coi. Còn con thì sẽ là điều hành chính, nhưng mà mình ở đâu cũng được. Mình sẽ điều hành chính và ông bà sẽ ở đấy đón khách. Rồi bây giờ, món quà của hai em muốn tặng là cái gì đây? Tặng luôn à. Hiện tại cái công việc của bọn con cũng ở trên mạng, cũng là chồng đàn vợ hát, thế nên là hôm nay đến với chương trình thì cũng muốn mang một món quà nhỏ nhỏ, là một bài hát gửi tới cho mọi người. Bài này tên là Một Cú Lừa của Bích Phương, cũng là bài mà đánh dấu mốc cái sự nghiệp phát triển của hai vợ chồng chung làm chung ạ. Nó cũng là một cái dấu mốc rất là quan trọng, đáng ghi nhớ đó. Đúng không? Đáng ghi nhớ. Tròn một năm bên nhau,
rực rỡ như đang được sống lại tình đầu. Người ta cứ khen anh đã tình đến thế, mà sao lúc yêu em si tình đến thế. Một người phải vờ những ngày thơ, một người nói dối quá tồi. Tình yêu với em như ngồi đèn thiêng liêng, giờ em chẳng muốn cầu nguyện. Biết đâu được hai ta sớm có kết cục buồn, nỗi đau này em đưa cho cơn gió cuốn. Điều gì xảy ra với anh, ôi điều gì xảy ra với em. Thôi ta chia tay đi, nhưng xin em sẽ không phải tiếc gì. La 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 la. Một cú đờ. Dễ thương quá. Có khi nào mà hai đứa đờ mà hát cái bài về cái của người nùng không? Con có thuộc cái bài nào về của người nùng không? Không, cái thường thì cái nhạc đấy nó hơi đặc thù một chút ạ. Tại vì là đàn nhạc đấy là phải chơi đàn nhiều nhạc cổ đúng không? Không ạ, nó chỉ có đúng một cái cây đàn tính thôi. Và với cả là cái dòng đấy thì hát hơi khó. Nhưng mà nhiều khi mình lâu lâu đó, ví dụ như mình mặc trang phục này xong rồi cái kênh của con á, ví dụ mặc trang phục này xong rồi con lại hát một cái bài đó ngắn thôi, nó cũng là một cái giống như đặc sản, một cái đặc biệt của cái kênh của mình. Tại vì khi mà tụi con mặc bộ đồ này á, cực kỳ ấn tượng luôn. Anh nghĩ là khán giả cũng sẽ rất là thích, tại vì khán giả thích những cái gì lạ lạ như vậy á. Đúng rồi. Chứ bây giờ thấy bình thường vậy nó bình thường quá rồi, nó không có gì để xem. Thì cái tại vì cô rất ấn tượng luôn á. Bây giờ đầu tiên mình phải hỏi cơ duyên sao mà gặp nhau được hay vậy. Anh này thì chơi với mấy người bạn của con ở quê của con, là đi học đại học xong chơi với mấy cái anh ở quê ở Vĩnh Phúc ấy ạ. Thì hồi đó là con hay thấy mấy cái anh này là cũng up ảnh trên Facebook là có chồng con ở trong đó, thì con cũng ấn vào xem thì thấy là anh này biết đánh đàn. Mà hồi đó thì là khoảng năm 2014, lúc đó thì con cũng đang tập đàn, có nghĩa là rất là thích đánh đàn, cũng thích nghệ thuật và cũng tập đàn. Thế là tìm thấy cái Facebook anh này, thấy anh ấy đánh đàn hay quá, hay là ấn add Facebook. Sau một khoảng thời gian, có nghĩa là có bạn bè Facebook với nhau được khoảng tầm 1-2 năm rồi, cũng comment qua lại nhưng mà chưa gặp bao giờ hết. Thì bỗng trong sau 2 năm đó thì trong một lần anh ý về quê của con, về Vĩnh Phúc đi sinh nhật bạn, thì anh đó có xin số điện thoại của con, có nghĩa là không biết xin của ai. Trong cái đám bạn đấy thì có một người là anh họ của con. Buổi đó là buổi tối thì con đang đi ăn với bố mẹ, thì bỗng tự nhiên thấy có một cuộc điện thoại: anh đây, anh Huy Ly đây, em có rảnh không đi ăn sinh nhật với anh. Có nghĩa là trong đám bạn đấy thôi mà có sinh nhật. Thì con mới bảo là thôi ngại, mình cũng rất là ngại bởi vì chưa gặp bao giờ cả. Xong chỉ quen trên Facebook, tự nhiên rủ đi ăn sinh nhật cùng ấy, thấy nó buồn cười. Thế xong bảo thôi em không đi đâu, mai là em phải đi Hà Nội để em ôn thi đại học, các con học vẽ. Em đi ôn thi đại học thì em phải đi sớm, 16 giờ em đã phải đi rồi, thì thôi anh đi. Thế anh em mới bảo là mai 6 giờ là anh cũng từ đây đi Hà Nội. Thì nếu mà em không đi được tối nay thì thôi mai có gì mình hẹn nhau đi, em đi bằng cái gì. Thì con mới bảo là em đi xe buýt thì em hay đi cái chuyến này 6 giờ, thì nếu mà anh đi thì mình hẹn nhau ở cái bến xe buýt đó. Thế là ok. Rồi đến sáng hôm sau thì đến 6 giờ, gần 6 giờ con mới gọi điện cho vào cái số điện thoại đó thì thuê bao. Gọi 2 lần, 3 lần đều thuê bao. Xong mình bảo thôi chắc là cũng không có duyên gặp cái ông này đâu. Mới đứng đợi xe buýt, không gọi nữa. Mà đứng xong lúc đó, cái khúc đó là rất là đói. Bảo là thôi thế mình đi bộ ngược lại để mình mua cái gói xôi đã. Rồi mình lên cái chuyến xe sau cũng được. Thì đi bộ ngược lại để mua xôi, thì đang đứng đợi mua xôi thì bỗng cái xe buýt nó đi qua, có nghĩa là nhớ cái chuyến xe buýt đó. Không lên được cái chuyến đó thì bảo thôi đừng đợi cái chuyến tiếp theo. Rồi bắt đầu lên cái chuyến tiếp theo, đi được một khoảng tầm một chặng dừng xe buýt rồi, thì bỗng tự nhiên nhìn thấy có một ông lù mặc cái bộ quần áo mà rất giống ở trên Facebook, thấy quen. Thế xong rồi mới nhắn tin quay lại đi, chỉ nhắn đúng 3 từ quay lại đi, mà không hiểu sao lúc đó ông lại quay lại luôn. Quay lại thì thấy hai đứa gặp nhau ở trên xe buýt, thế là anh ấy mới đi xuống cuối xe ngồi cùng con. Hai người ngồi cái chuyến 6 giờ thì nó cũng rất là vắng người thôi. Tao cũng ngồi cũng hỏi chuyện mà lỡ sao em gọi anh không được. Thì anh bảo là anh ngủ quên. Sau đó thì làm cách nào mà giờ tụi con yêu nhau mà đến với nhau được? Hôm đấy là cái gì nhỉ?
trong cái khoảng thời gian mà vợ con học ở Hà Nội thì chắc chắn là sẽ có những hôm mà vợ con phải ở lại tại vì là học muộn quá và hôm sau lại phải đi sớm. Thế là hôm đấy vẫn đang nhắn tin bình thường thì vợ, không biết là vợ con cố tình hay là vô ý, vợ con bảo là ngày mai phải đi học sớm và tối nay phải ngủ ở lại nhà bạn em, nhưng mà nhà bạn em lại không ai ở, thế là con bật đèn xanh vào ngay, con nhắn tin ngay, thế sang nhà anh ở cũng được, nhà anh rộng lắm, đợt đấy con thuê cái phòng trọ đối với con một mình là rộng rồi. Con vẫn nhớ cái ngày đấy là buổi chiều mấy con đi mua rất là nhiều đồ ăn linh tinh để con chất đầy hết cái tủ lạnh ấy và một chai rượu vang. Con rủ vợ con uống. Lúc đó khi mà em quyết định em đến nhà rất là rộng 10 mét vuông đó. Tới thì sao? Em suy nghĩ cái gì trong đầu? Bình thường là con sẽ đi ở nhờ nhà bạn. Thì hôm đó chị ý về quê, mà có nghĩa là sáng hôm sau mình không thể đi về quê, xong mình lại ngược lại Hà Nội để học được, thì thường là hay đi ở nhờ. Thì xong hôm đó thì anh này nhắn tin hỏi là em có tan học chưa? Anh đưa đi cà phê các thứ, thì chúng nó bảo là thế đi cà phê cũng được. Thật xong rồi lúc mà đi cà phê xong về đến phòng anh này, anh dẫn con lên phòng. Thế xong con thấy một cái phòng nó bé bằng đúng cái nhà vệ sinh của con ở quê luôn ấy, bé lắm. Trời ơi, chỉ để được đúng một cái đệm mét 2, một cái tủ quần áo nhỏ và một cái tủ lạnh thôi. Rất là nhỏ. Lúc đó mình cũng suýt thì buột mồm định nói là ủa anh ơi sao anh bảo phòng anh to lắm à, nhưng mà xong kiểu kìm lại được. Chỉ thấy là thôi chết rồi, hay ông này làm sao mà bảo như này mà bảo phòng to ấy, là cũng thôi có chỗ ngủ là được rồi. Rồi ngủ sao? Dạ. Thế xong đến tối ấy, thì đi làm với anh này về ngủ thì anh bảo là thế thôi bây giờ đừng ngủ nữa. Thì anh có mua một chai rượu vang, em có muốn kiểu hay là uống tí rượu vang với cả xem phim không? Rủ con xem phim ma. Bật một cái phim ma lên xong rồi rót hai cái cốc rượu vang này uống. Mà uống được tầm hai ngụm thôi là thấy buồn ngủ lắm rồi ấy. Bảo anh ấy, em không thể nào mà em xem được phim nữa rồi, thôi em đi ngủ rồi, em mai muốn đi học sớm. Anh bảo thế thôi, thế đi ngủ. Thì lúc mà đi ngủ, cái phòng của anh ấy là một cái đệm mét 2 thôi ạ, đệm đập dưới đất. Thì con mới bảo là anh bảo là em ngủ trên giường đi, để anh nằm dưới đất, cho dưới đất cũng có một cái thảm. Thế xong con mới bảo ủa nhưng mà bây giờ mình đi ở nhờ nhà người ta mà bắt người ta nằm đất thì thấy kỳ quá. Thì bảo là không thôi, bây giờ em tính như này, em nằm trong sát trong tường ấy. Anh đem cái con gấu về đây, cái con gấu nó to như người ông này luôn. Em chèn ở giữa rồi anh nằm ở ngoài. Thế là đi ngủ. Lúc đó đi ngủ chắc cũng tầm 11-12 giờ gì đó, mà khoảng bình thường con rất là thính ngủ. Mà không hiểu sao hôm đó ngủ một mạch không biết cái gì hết. Đến 3 giờ sáng tỉnh dậy thì mình đang nằm, đầu tiên mình đang nằm ở trận góc trong, chèn con gấu và đến chồng mình. Xong đùng cái mở mắt dậy thấy ông này nằm trong cùng, xong mình đang gối đầu lên tay ông ấy, ôm ông ấy ngủ lúc nào không biết luôn. Chỉ ngủ còn thôi ạ. Gấu đâu? Còn con gấu bay ra tít tận góc góc ngoài rồi, cửa luôn. Con gấu bò đi đâu không biết luôn ạ. Tưởng là gấu bông, hóa ra gấu sống. Em là tự động đi mất rồi. Xong khúc đó là con khóc. Có nghĩa là đang đêm tầm 3 giờ sáng dậy khóc quá trời luôn. Ra ông này thì lúc đó cũng tỉnh ngủ, xong cũng kiểu sợ. Bảo ôi anh xin lỗi, nói chung là cũng xin lỗi và thôi em ngủ đi, mai có gì mai còn dậy đi học không thì muộn. Lúc đó khóc xong rồi. Phải nói rõ ra là cô và anh đang hỏi là có, đang rất tò mò là có chuyện gì không, nhưng mà không chỉ đi ngủ thôi và đấy. Phát hiện ra là mình đè anh đang tôi em đang gối đầu lên tay anh, bọn con chỉ ngủ thôi, chỉ ngủ thôi ạ. Thế sau đêm đó thì sao, sáng hôm sau thì con có tỏ tình với vợ con không, hay là con có giải thích không, hay là như thế nào? Sáng hôm sau thì con cũng có nói lại là thực ra đêm qua nó cũng không có cái vấn đề gì cả. Sáng hôm sau nhẽ ra là vợ con sẽ đi học, nhưng mà vì khóc mắt sưng húp rồi nên vợ con không đi học nữa. Không đi học luôn? Vâng. Rồi sao nữa? Thế lại hai vợ chồng lại bắt đầu đi cà phê ăn uống thì đâu lại rồi đấy. Xong là phải mất đến 1.5 tháng sau thì con mới tỉnh. Tức là 1.5 tháng sau con mới tỏ tình, mà không có tỏ tình ngay sáng hôm sau. Sao thế nhỉ? Thế con thì sao? Lúc cái cảm giác con như thế nào? Lúc đó mình rất là ghét ông này ạ. Ghét quá đi chứ, đúng không? Lúc đó thì có nghĩa là con chỉ một tuần con chỉ đi học ở Hà Nội 2 buổi cuối tuần thôi. Thì cả tuần mình sẽ ở quê. Thấy ông này cũng tại sao lại ngủ với mình rồi. Mà tại sao lại không có nói một lời nào hết, chỉ là xin lỗi hôm đấy xong là xong. Phải đến khi mà anh ý phát hiện ra là cũng đang có rất nhiều người nhắn tin với con. Và lúc máu đó cũng thấy lên, vâng, và lúc đó thấy là thôi chết rồi, bây giờ chắc là mình không nói là không kịp đâu. Thế là cũng nói là cũng ngỏ lời là em là người yêu anh nhé.
thì khúc đó là con cũng tức lắm, ngồi khoảng hơn một tháng mà bảo sao để gì mà để tận một tháng trời. Thực ra là mình không có mong người ta nói đâu, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà con ngủ với một người á, là con rất là sợ mà mình sẽ bị suy nghĩ một tháng trời luôn. Nếu khi mà anh ấy nói thì vài ngày sau thì cũng ok đồng ý là bắt đầu qua lại từ lúc đó. Trong lúc yêu nhau có cãi nhau rồi có kiểu mình là cãi nhau rồi có ghen tuông rồi có chia tay chia chân gì không? Yêu nhau 1.5 năm thì trong khoảng thời gian vợ con đi tập quân sự thì con có linh tinh, con có nhắn tin với một người nữa, thì sau đấy là con bị vợ con bắt được. Có nghĩa là lúc mà con đi học đại học là con ở Hà Nội thuê trọ ấy ạ, thì anh này ở một tầng, con tìm một cái nhà ở cũng ở trong cái nhà đó ở tầng trên. Có nghĩa là gần như là hai đứa là ở với nhau từ lúc mà bắt đầu yêu nhau cho đến khi mà kết hôn. Thì cái khoảng thời gian yêu nhau thì nó cũng không có quá là nhiều biến động. Khi mà đến khoảng tầm 5.5 thì đợt đó là đợt con phải đi quân sự 1 tháng theo nhà trường ấy ạ, đi quân sự 1 tháng thì tự nhiên cũng như là một cái linh cảm thôi, thấy anh này dạo này kiểu khác. Thì mình cũng xem điện thoại rồi cũng nói chung là con gái mà có muốn tìm hiểu hay không, có muốn điều tra hay không thôi, thì phát hiện ra là anh này cũng đang chắc chắn là có nói chuyện với cái bạn này rồi. Bạn này rất là nhỏ thôi, nhỏ hơn con nữa. Mà lúc đó là con 19-20 tuổi thôi mà bạn này chỉ có 16-17 thôi, rất là nhỏ. Thì phát hiện ra bạn là anh ấy có nói chuyện với cái bạn này. Thì bạn ấy bảo vâng em biết rồi, em với anh này không có cái gì hết chị ạ. Là lúc đó là con cũng yên tâm đi quân sự. Thì đi khoảng tầm 2 tuần thì trong một hôm thì tự nhiên rất là nóng ruột, tự nhiên thôi. Rất là nóng ruột, tự nhiên thấy cần phải gọi điện cho anh này. Mà tự nhiên gọi không được, gọi phải 10-20 cuộc, anh ấy không nghe máy, mà từ có nghĩa là ở với nhau hơn một năm rồi. Chưa bao giờ anh con gọi điện mà nhiều cuộc như thế, vì lúc nào anh cũng cầm điện thoại. Mà tại sao lần này lại không nghe máy? Thì gọi không được, khoảng tầm 1 tiếng sau anh ấy gọi lại cho con, anh ấy cáu. Em gọi gì mà gọi nhiều đấy, anh có phải trẻ con đâu mà sao em gọi nhiều đấy, anh đang đi mang đồ ra bến xe gửi về cho mẹ, rồi nói chung là rất là lý do. Thì lúc đó thì con cũng chỉ biết tin như thế thôi, bởi vì mình đâu có ở nhà đâu, mình không có ở nhà. Thì chỉ tin thế thôi mà thấy có gợn rồi. Thì sau khoảng 1 tháng con về nhà, thì đúng cái hôm mà về nhà từ quân sự về á, đang ngồi ăn là con buông bát buông đũa rất là nóng ruột rồi, nhưng mà không nói gì với ông này mà anh cho em mượn điện thoại một tí. Thế là vào lấy anh thì cũng có nghĩa là ăn vụng nhưng không biết chủ mép. Là đưa luôn điện thoại, có nghĩa là cũng không nghĩ gì, chưa kịp xóa thì người yêu vừa mới đi quân sự về mà. Thế là đưa luôn điện thoại. Thế con đi vào phòng con xem thì thấy có những cái cuộc FaceTime rất là lâu. Con mới biết ngay rồi, mà con biết khi mà cái anh kia nhắn tin là đi với bạn tóc dài đây là con biết ngay là cái bạn đó rồi. Thế xong rồi lúc đó là con mới gọi anh này vào, đấy tại sao anh lại làm như thế với em, sao lại đối xử với em như thế. Thì anh ấy giật điện thoại, anh đi ra khỏi phòng, có anh không nói không gì hết. Thế là mọi người ở ngoài cũng biết là hai đứa đang cãi nhau, là thôi là đi về. Khi mà còn có hai đứa ở lại thì là anh ấy cũng xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi kiểu cho có ấy, cũng không có kiểu thành khẩn hay cái gì hết. Vì khoảng thời gian đó chắc yêu nhau được 1.5 là chắc cũng có nhiều cái để rất là chán rồi. Thì trong cái khoảng thời gian đấy lục đục cãi nhau nhiều quá thì bỗng dưng khi mà đang chuẩn bị chia tay rồi, có nghĩa là sau cái chuyện đấy qua rồi, chuẩn bị chia tay thì phát hiện ra là có em bé. Có em bé. Dạ, có nghĩa là khoảng thời gian đó dục dịch chia tay rồi thì phát hiện ra là phải có em bé trước thời gian mà em đi học quân sự. Dạ vâng, chắc là khoảng đó. Thế lúc đó là sao? Lúc cái cảm, cái lúc mà con biết vợ con có bầu á, thì lúc đó sao? Con vui. Con gọi điện luôn cho mẹ luôn. Con nào? Mẹ ơi, con được làm bú rồi. Còn vợ con thì khóc hu, sợ quá. Con có dám điện về cho bố mẹ mình không? Con khóc nguyên 1 tháng. Ngày nào cũng khóc từ sáng đến tối. Đêm đi ngủ cũng khóc. Khóc với tâm lý là sợ. Sợ. Tại vì là mới có 19 tuổi à. Mới học đại học năm 2 à. Thì là đã có bầu. Xong rồi là không, vợ em cũng không biết phải đối diện với bố mẹ với cái câu chuyện này như nào. Bọn em cũng đã đến, bọn con đang nghĩ đến cái trường hợp xấu là không nói chuyện này với ai nữa, và có nghĩa là cái câu chuyện đấy chỉ tự giải quyết. Nhưng mà
may sao là cái suy nghĩ đấy nó không tồn tại được đâu. Nó chỉ thoáng qua thôi. Vâng. Rồi xong cuối cùng thì con giải quyết như thế nào? Đầu tiên thì khi mà khóc một tháng xong á, là con về con có nhắn tin cho anh trai. Bảo là anh ơi bây giờ đấy em như này, bình thường là hai anh em rất là suốt ngày cãi nhau thôi, nhưng mà khi mà có cái chuyện xảy ra thì mình sẽ nói chuyện với anh trai trước. Thì anh trai bảo thôi bây giờ thì phải nói thôi chứ biết làm sao giờ. Thì lúc đó là con cũng nói trước với mẹ con, nói kiểu mẹ ơi thôi chết rồi, con cũng chậm lâu lâu ấy. Thì mẹ con cũng bảo mày liệu thần hồn, có nghĩa là cũng rất là lo. Bởi vì lúc mà yêu anh này là mẹ con nhà con không có thích. Là mẹ... gia đình vẫn biết mà không thích. Vâng, biết nhưng không thích, bởi vì mẹ bảo như bốn. Mẹ bảo là có bốn điều này cô muốn nói với cháu. Một là nhà cháu hơi xa, Cao Bằng xa quá. Hai là nghề nghiệp. Ba là tuổi. Tuổi là tứ hành xung. Ừ. Bốn là em nó còn đang đi học. Nói rõ ràng với cháu vẫn còn nhớ. Mẹ bảo làm nào làm, em nó còn 4 năm đại học. Ừ. Đó, mẹ cũng giáo trước mà lúc mà yêu nhau là mẹ cũng biết ạ. Ừ. Thế xong khi mà biết tin có em bé thì con cũng nói qua với mẹ con. Thì xong rồi để cho anh trai ở nhà tự lựa nói với mẹ thì mẹ cũng biết rồi, mẹ biết. Thế thì mấy hôm sau mẹ gọi điện mẹ cũng khóc. Mẹ cũng nói là bây giờ làm như nào. Thì con cũng khóc, nói chung hai mẹ con chỉ gọi điện cho nhau khóc thôi. Vì không dám nói với bố, về bố cũng rất là ghê ấy ạ. Thì mẹ bảo là thôi về đi, về có gì thì giải quyết. Thì đến khi mà về nhà nói với bố xong thì bố tăng xông. Một tháng trời mặt đỏ tía tai luôn, không nói chuyện với con gái mà bình thường trước là rất là yêu con, nhất con gái luôn. Nhưng mà khi mà biết tin có em bé là bố, một tháng trời bố không nói chuyện. Tăng xông lúc nào mặt cũng đỏ bừng bừng, huyết áp cao ạ. Thế xong rồi khi mà vì bố mẹ con cũng không thể nào mà có được cái suy nghĩ nó vượt quá đi thì cũng thôi, cũng phải đồng ý thôi. Thì anh này cũng con bảo cũng bố mẹ về xuống. Nhà thu xếp là cho có mẹ con xuống, có mẹ có gì có bác xuống hỏi cưới. Ừ. Thực ra là mang tính chất thế thôi, tại vì là lúc đấy con biết là bố con vẫn chưa tin chuyện đấy nó là thật. Đến ngày cưới bố dựng dạp rồi bố con vẫn bảo với mẹ con là hay là chúng nó chỉ nói là có em bé thôi để được cưới sớm, hay là thôi cứ bảo là ông bà ủng hộ mà thì cứ yêu nhau đi xong 4 năm nữa học xong thì hãng cưới. Nghĩa là bố con vẫn không tin cái chuyện đấy xảy ra ấy ạ. Em đã bỏ công việc mà em yêu thích nhất để em về nhà vợ cùng làm xi măng sắt thép, là con cũng góp vốn và con cũng mở một cái kho. Nên là cũng có trách nhiệm. Đấy. Nhưng mà lúc đó là hai chồng có cãi nhau nhiều không? Mâu thuẫn nhiều không? Đã, chính vì anh này anh ấy bỏ cái nghệ thuật để anh ấy về anh làm một cái công việc kinh doanh mà từ trước giờ anh chưa bao giờ làm ấy ạ. Nên là tính cũng thay đổi. Mà xong thời gian đó thì con cũng sinh em bé, cũng nói chung là cũng gần như là trầm cảm. Vâng. Rất là trầm cảm. Đấy. Hai vợ chồng khúc mắc từ cái khoảng đó và bọn con ly thân. Con ở để em bé được 5 tháng thì ly thân. Bởi vì không thể chịu được nhau nữa. Ly thân là con ở đâu rồi vợ ở đâu? Con vẫn ở con nhà con lại xuống Hà Nội, con làm lại từ đầu với cái ngành âm nhạc này của con. Còn vợ con thì lại ở cùng bố mẹ vợ. Bố mẹ để bố mẹ chăm cháu đúng không? Vâng. Thế nhưng mà rồi tụi con ly thân bao lâu? 6 tháng. Rồi lý do nào sau đó lại quay trở lại với nhau? Thì lúc đó là con cũng quay về Hà Nội để làm, nhưng mà là ở riêng nha. Anh này ở nhà anh ấy, còn con thì đi thuê một cái phòng trọ. Thì sau một khoảng thời gian thì qua lại thì bỗng sau khoảng 6 tháng ly thân ấy ạ. Anh này cũng nói chuyện với người khác, con cũng nói chuyện với người khác rồi. Nhưng mà sau khoảng 6 tháng thì khi mà anh này anh ấy trở lại anh ấy làm nghệ thuật, anh ấy làm YouTube. Thì trong một lần anh ấy không có cái đề tài gì để anh ấy up lên kênh ấy ạ. Thì anh ấy mới cứ gọi con sang bảo em hay là em sang em hát giúp anh một bài để anh quay anh up lên trên kênh. Thì con sang thì thấy anh này ở cái bàn ăn anh ấy lại bày một chai rượu vang, đồ ăn những thứ. Mà tại sao lại mời rượu vang? Em bảo thì thôi em cứ ăn đi xong rồi hát cho anh một bài để anh up lên trên kênh. Thì sau khi mà ăn uống xong hát xong một bài thì anh này anh ấy cũng kéo mình vào phòng đó để hát luôn đó. Không đó. Đến rồi là, đó thì xong rồi nhưng mà sau chứ. Nghĩa là sau hôm đó thì bọn con vẫn ở riêng,
không có qua lại gì hết. Nhưng mà khi mà up cái clip mà chồng đàn vợ hát lên trên kênh ấy là được mọi người hưởng rất là nhiều. Thì tự nhiên anh này anh ấy thi thoảng anh ấy lại gọi sang, anh là em sang hát cho anh đi. Thì khi mà hai vợ chồng hát với nhau nhiều và được mọi người ủng hộ nhiều thì là bọn con bắt đầu quay lại ở khoảng thời gian đấy. Và có cái để mà nói chuyện lại được với nhau. Vậy là mối tình của hai em được bây giờ là cũng một phần là nhờ khán giả. Vâng, đúng không? Đúng rồi ạ. Nhờ khán giả hưởng ứng nhiều. Nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Đầu tiên là gói xôi. Em nhớ không? Là chậm, tức là chậm lại thì mới gặp được bạn này chứ. Gói xôi. Sau đó là rượu vang. Rượu vang. Đúng không? Đó. Còn gấu. Sau đó là rượu vang. Rồi tiếp theo nữa là em bé. Đã như chia tay nhau rồi, nhưng mà nhờ em bé, đứa con nó gắn kết lại. Đúng rồi. Đó. Rồi cuối cùng lại thì vẫn là rượu vang. Đúng không? Đúng không? Và cái quan trọng là khán giả. Thực sự là nó nói anh em nghệ sĩ, anh em mình là sống được nhận được giá. Đúng rồi. Đúng rồi. Thế là lúc mà về ở với nhau á, thì là cái tật xấu nào của anh này mà con cảm thấy là con khó chịu nhất? Tật xấu nhiều lắm. Nhiều. Ví dụ cái mắt nó nháy luôn nè. Nháy luôn. Đâu, tật xấu nào? Một tật xấu nhất là vô tâm. Vô tâm. Hai là cãi nhau nhưng mà anh không giải quyết. Không giải quyết vấn đề. Ủa sao đa số đàn ông là vậy kỳ ta? Ví dụ như là trong một cuộc cãi nhau ấy ạ, khi mà cãi nhau thì con muốn là phải ngồi lại, nói ra là tại sao lại cãi nhau để giải quyết cho xong cái chuyện đấy đi. Nhưng mà anh này anh ấy sẽ không, anh ấy không nói đâu, anh ấy cứ đóng cửa trong phòng, xong anh ấy bơ đi, xong rồi để đến hôm sau kiểu cho quên đi là quên là xong luôn, anh không giải quyết. Mà như thế thì mình bị ôm cái cục tức ở trong người, mình rất là tức, mình không thể ngủ được. Xong rồi kiểu mấy hôm mình cứ bị kìm ở trong lòng rất là nhiều lần như thế rồi mà bảo anh này sửa, anh không sửa. Chắc có lỗi thì cứ nên không giải quyết được. Không, hỏi thì anh ấy bao biện. Anh ấy bảo là anh không muốn cãi nhau, anh không muốn để khi mà cả hai người cùng căng thẳng thì cãi nhau thì nó sẽ nói ra những cái lời nó không hay ấy, nên là anh muốn để cho việc nó chìm đi, cho nó êm đi. Nhưng mà êm thì đến lúc bình thường thì mình nói lại, nhưng không, anh ấy êm là anh ấy thôi đi luôn. Ừ. Rồi còn cái gì nữa không con? Còn cái gì làm cho con khó chịu nữa? Tật xấu à? Ăn phát ra tiếng động. Ăn phát ra tiếng động, nhai tóp tép á hả? Nhai tóp tép, Rồi không đánh răng buổi sáng. Cái này xấu thiệt nha. Hồi mới yêu ấy ạ, ngày phải đánh răng 3 lần, 4 lần luôn. Nhưng mà sau khi mà lấy vợ về rồi là bắt đầu những cái tật xấu của ông ấy bắt đầu lòi ra, bắt đầu rất là nhiều. Lười dần đúng không? Lười dần. Sáng là vẫn có súc miệng, nhưng mà con có một cái kiểu này là nếu mà con đánh răng buổi sáng y như rằng sáng mới con không ăn được bất cứ một cái gì hết, nó không vào miệng một cái gì hết, nên là con chỉ chọn cách xúc miệng. Dạ, có bạo biện rồi đó, có bạo biện rồi đó. Ủa lý do anh không hiểu tại sao đánh răng xong rồi lại không ăn được? Có nghĩa là cái vị. Em bị mất vị luôn đấy. Đúng nghĩa là sáng em cảm giác là em ăn cái gì nó vào miệng hay là nó vào, nó không còn một cái vị gì nó. Phải ăn xong rồi mới đi đánh răng được hả? Vâng. Rồi còn cái điều gì mà con muốn chồng con thay đổi để mà cho cái cuộc sống hôn nhân này sẽ trọn vẹn và thăng hoa hơn? Tâm sự với vợ nhiều hơn, chuyện với vợ nhiều hơn. Vì thực ra con rất là thích nói chuyện, con thích được kiểu có vấn đề gì đấy thì mình phải nói để hai vợ chồng có thể hiểu nhau ấy. Nhưng mà anh này anh không nói. Mặc dù là làm nghệ thuật nhưng không lãng mạn nữa. Không lãng mạn một tí nào hết. Ví dụ như kiểu những cái ngày mà quan trọng ấy, là có thể là đến tối rồi anh mới nhắn tin, mà trong khi ví dụ sáng mà mình rất là muốn một câu chúc gì đấy nhưng mà không. Đến tối hoặc là quà, ví dụ tặng quà chẳng hạn, mình chỉ cần một cái món quà rất là nhỏ thôi, nhưng mà anh này phải đến tận hôm sau nữa thì anh ấy kiểu sực nhớ ra thì anh ấy mới tặng. Anh rất là vô tâm. Để tới con đó, vợ con. Bây giờ có tật xấu gì nè? Em không biết em dùng từ nói nhiều hay là từ càm ràm nó hợp lý. Em đã rồi nhưng mà vẫn cứ nói, thành ra là em lại bị cáu ngược luôn. Đấy, có nghĩa là em khi nào em bảo là em rồi nhưng mà vợ em lại cứ nói. Hai là cái mà em không thích đấy là lúc mà em đang làm việc, em đang sáng tác, có những em nhiều lúc em nói với vợ là đây nha, bây giờ anh đang làm nhá, anh đang cần tập trung nhá, đừng sai khiến anh cái gì cả, đừng bảo anh làm gì, đừng nhắn tin gì hết, là bắt đầu anh ơi xuống lấy hàng cho em. Thế là trong một buổi chiều 3 lần như thế thì con hỏi cô là một người đang trong một cái mút sáng tác, đang một cái dòng chảy đấy, gãy cắt một phát 3 lần. Con rất là bực mình, nên là cả ngày em đấy con bực mình luôn. Thành ra là bây giờ con đã tìm cách là bằng cách là con làm việc ban đêm. Ban ngày thích sai thì sai, không mà con cứ làm những việc linh tinh. Một cái này nữa,
không chịu đi vệ sinh nhà, không chịu đi nhà vệ sinh ở ngoài. Có nghĩa là đi chơi từ sáng đến chiều mà chỉ cần biết cái nhà vệ sinh đấy là kiểu nó hơi mùi hay là kiểu nhà vệ sinh lạ thôi, không đi. Mà bắt đầu nhắn tin là lúc đấy là đang đi chơi với bạn bè nhá, mà đang giữa cuộc rất là vui, bảo anh ơi em không chịu được rồi, phải là phải đi về nhà để là không ạ, cả hai vợ chồng phải cùng về nhà luôn, là đang đi chơi như thế là phải về nhà là để đi vệ sinh. Mà có những cuộc vui thì nếu mà nhà gần ấy thì nó không sao, mà tầm 6 cây 7 cây nếu mà về là về luôn. Mà lúc đấy thì con còn đang vui chứ, đừng trở về. Bắt buộc phải đi không, nhưng mà thương thương là phải tại, vâng đấy, tại vì là biết là đã không đi được rồi mà bây giờ lại còn bắt nhịn nữa. Nếu vậy thì những lúc lỡ sau này có những cái chuyến mà đi du lịch hay đi công tác, đi làm việc bên nước ngoài thì sao, không có cơ hội nữa mà về á? Không ạ, đi trước khi đi thì con sẽ bảo chồng con vào trước, vào anh ơi anh vào xem cái nhà vệ sinh sạch không, con rất là bị một cái cảm giác là vào nhà vệ sinh bẩn. Anh hiểu cái đó, anh biết có nhiều người rất là kỹ cái đó. Cái nhà vệ sinh sạch thì sẵn sàng đi đi nước ngoài thì là chắc chắn là không vấn đề gì về vấn đề đó rồi. Rồi bây giờ cái điều con mong muốn thay đổi nhất là điều gì ở vợ con? Duy nhất thôi là nếu mà sau này anh có buồn nhá, ví dụ anh đang buồn em phải kiểu nhìn mặt anh một tí là biết là anh đang buồn. Em anh muốn em thay đổi cái cách mà em đặt câu hỏi và đặt vấn đề với anh, cũng là một câu hỏi đấy thôi, nhưng mà em chỉ cần thêm một từ anh em hoặc là thêm một cái câu gì đấy, anh hôm nay cảm thấy thế nào hay là sao đấy, anh sao đấy, cái câu anh sao đấy làm anh rất là bực mình, anh bực rồi anh càng bực hơn. Nhạy cảm vậy vẫn là một cái cách nói chuyện đó, cái cách truyền tải đó, cái đó cần thiết lắm. Cũng là một nội cái dung đó, quan đó. Nhưng mà cái cách truyền tải của mình á thì sẽ làm cho đối phương nghe hoặc không nghe đấy. Đó là con dao hai lưỡi đó. Khi mà anh chia sẻ một vấn đề gì đấy thì anh chỉ cần em nghe thôi, anh không cần em phản bác, là lúc đấy là anh đang chia sẻ, anh chỉ muốn em nghe thôi. Nếu mà em còn phản bác như những lần khác nữa thì chắc chắn là đấy là những cái mà anh không cần. Em luôn đặt câu hỏi là tại sao anh đi với bạn bè anh nói chuyện được rất là nhiều, tại vì là người ta cho anh nói và người ta nghe chịu anh. chịu nghe chịu lắng nghe thì đúng không? Lúc đấy thì anh mới được nói chứ, còn bây giờ anh đang nói thì anh còn chưa nói hết câu, em đã vặn anh phát rồi thì anh còn nói gì nữa, lúc đấy người anh là chết rồi. Thương. Lúc đấy anh cũng không cố tình nói đến. Con cô hỏi con nè, con có nghĩa là chồng con có biết đón ý không, tức là cái ảnh có biết đón ý con không, ví dụ như có những cái con không nói nhưng mà ảnh cảm nhận là con đang buồn hoặc là con đang bực á, thì ảnh có đón ý được không, hay là con phải nói ra thì ảnh mới biết là con đang bực hoặc là con đang buồn? Anh này không nghĩ sâu xa đâu ạ. Ví dụ như là con bảo là anh nói với con là nếu mà em muốn như nào ấy thì em cứ nói thẳng ra, đừng nói ý với anh không suy nghĩ được nhiều, thì em cứ nói thẳng ra. Nhưng mà nhiều khi không? Vâng, con cũng nói thẳng thì anh ấy lại tự ái. Có nghĩa là nhiều khi nói thẳng thì tự ái lại không nói chuyện với nhau nữa, có nghĩa là nói chuyện với nhau rất là ít, hai vợ chồng nói chuyện với nhau rất là ít. Thành ra là khi mà mình nói thẳng cũng không được, mà nói ý cũng ông ấy cũng không hiểu. Thành ra là hai vợ chồng rất là khắc khẩu, không nói chuyện được với nhau nhiều, thành ra là bọn con cũng không chia sẻ gì nhiều. Con với lại chú Quốc Thận. Mời hai bạn trẻ trung giới thiệu về mình. Dạ, con xin giới thiệu, con là Phong, năm nay 29 tuổi và hiện tại đang là kinh doanh. Kinh doanh gì Phong? Dạ, em kinh doanh mỹ phẩm. Mỹ phẩm, nhưng mà cái mỹ phẩm đó là mỹ phẩm cho nữ giới hay là có cho nam giới nữa? Dạ, cho nữ và nam luôn. Vậy hả? Dạ. Con có thể nhìn chú, con nghĩ coi chú nên... chú xài cái loại nào cho nó hợp? Cái đó không phải chuyên môn con, chuyên môn. À, như vậy là bà xã là tư vấn đúng không? Dạ. Vừa làm ship vừa là tư vấn luôn đúng không? Rồi mời. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Con là Nhi Lê, con 29 tuổi. Hiện tại con đang kinh doanh và đào tạo chuỗi spa và kinh doanh mỹ phẩm. Chuyện tình của các con nó bắt đầu như thế nào? Lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Cái chuyện tình của con với chồng con á, có duyên từ cái lúc là gặp nhau trong bàn nhậu. Gặp nhau trong bàn nhậu. Cái lúc đó là con đang còn đi học, mới năm đầu, năm nhất của đại học thôi, là sinh viên á. Thì lúc đó con có đem cái món đặc sản ở Tây Ninh lên cho anh chị ở trong nhà trọ ăn cùng. Bánh tráng hả con? Dạ, món thịt chuột. Món thịt chuột.
thịt chuột. Tây Ninh mà có thịt chuột hả? Dạ. Tôi mới biết là đặc sản luôn hả con? Dạ, chuột đầu chú nghe. Cô bắt đầu một cái cuộc nhậu thì anh này ảnh mới được chủ nhà trọ mời qua. Lúc đó con cũng ở nhà trọ gần đó à? Dạ không, con ở nhà con. Cái mối quan hệ của con với chủ nhà trọ là như thế nào? Bạn cùng quê luôn. Chủ nhà trọ chắc trẻ tuổi mà đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi định mệnh trong cái bàn nhậu đó như khi mà gặp cô ấy nó như thế nào? Tại vì lúc đầu á là qua là chỉ có chơi thôi, chơi với bạn. Sau đó mới là kêu cái một gọi cái nguyên cái dĩa món thịt chuột lên. Con cũng bất ngờ lắm. Tại vì hồi xưa giờ mình không có ăn thịt chuột. Hỏi cái này là của ai cái chỉ chủ nhân. Cái con cũng ấn tượng ngay từ đó luôn. Nhưng mà con có ăn không? Dạ có, ăn thử. Ngon đó hả? Dạ ngon mà. Không, cái thịt chuột đồng thì chị nghe ai cũng khen là ngon, nhưng mà chị thì không bao giờ chị dám đụng tới. Em cũng không ăn luôn. Ừ, tại cô không biết ăn. Đời cô sợ dạ. Nhất là con đó thôi. Như vậy là ăn xong là con ấn tượng với cái thịt chuột đó hay là con ấn tượng với cái người mang thịt chuột đến bàn nhậu? Ấn tượng thịt chuột trước. Nhưng mà con khi gặp anh này con có ấn tượng gì về anh không? Dạ có, ấn tượng một cái là hơi chảnh lắm luôn. Ngồi kiểu như là không có ngó ngàng gì đến mình, nhưng mà kiểu như cứ địa vậy nè. Cứ lén lén nhìn vậy đó. Nhưng mà cái lúc mà anh trai gọi là anh quen biết của ảnh có ngỏ ý và cũng cua con và xin số điện thoại, thì sao anh này lại ngồi mà kiểu như cứ liếc mình thôi mà lại nhớ số điện thoại. Đó. Thì sáng ngày hôm sau anh đó chưa kịp ngỏ ý là để làm quen thì anh này đã nhắn tin. Đã nhắn tin rồi. Dạ. Ủa sao ngộ với con? Con không để ý mà con lại nhớ số điện thoại người ta. Dạ hồi đó đọc cái là tự nhiên nó nhớ luôn á. Cũng định mệnh em ơi. Nhưng mà cô hỏi nè, tại sao mà một người xin số của con, một người thì là không xin. Dạ. Nhưng mà khi mà điện cho con là con nhận ra liền là anh này. Nhắn tin mấy ngày đầu trước. Dạ, nhắn tin làm quen trước rồi nói qua nói lại. Xong cái ngày thứ 3, thứ 4 gì đó mới bắt đầu là điện thoại rủ con đi ăn bánh canh. Rủ đi ăn bánh canh cua. Sau đó cái lột cua cho con ăn xong rồi hốt con luôn á cô. Lột cua cho con ăn xong rồi hốt con luôn á cô. Dạ. Anh chảnh đó. À, không nói tiếng nào nhưng mà thật ra lại là mình lại để ý cái người đó. Dạ. Đúng không? Con, con lúc có... đó con cũng mê đẹp trai hay sao á. Lúc đó anh cũng đang rất là đẹp trai. Từ lúc lột cua cho đến lúc mà chính thức quen nhau là có nghĩa là sau cái bữa lột bao cua lâu đó nhỉ? Là quen nhau luôn hay là sau bao lâu dài đằng đẵng rồi mới quen? Mới chính xác là yêu nhau đó. Dạ. Thì sau khi mà lột cua xong thì ngày nào cũng chăm sóc con hết. Chăm sóc từng bữa ăn cho đến những cái đồ uống là làm cho con uống luôn. Thậm chí là về nhà nhờ cái cô hàng xóm á để làm cái này cái kia qua dụ con. Dụ con? Dạ. Họ dùng cái từ dụ con. Dạ đúng rồi chú. Ăn trưa cũng mang qua cho ăn. Rồi ăn sáng cũng chở đi ăn sáng. Hai năm đại học và sau á thì anh cũng chở đi học luôn. Nói chung không bỏ sót ngày nào hết trơn. Vậy đó hả? Tức là gọi là con cứ làm cái quy trình đó trong vòng 2 năm luôn. Dạ. Miệt mài. Dạ. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ sáng chở đi ăn sáng, chở đi học, trưa là đem đồ ăn trưa, tối là coi như hai đứa rủ nhau đi ăn. Dạ. Đúng là cái chắc luôn rồi, đúng không? Mà hỏi thiệt nha, đây là mối tình thứ mấy của con? Dạ, nhiều cũng nhớ. Con không bỏ sót ngày nào luôn chú. Thì bao lâu thì con gục ngã? Có nghĩa là trong 2 năm đó thì là cái thời gian thôi. Còn cái sự gục ngã trong cái gọi là cái trái tim mà thuộc về ảnh là bao lâu? Một tháng, hai tháng hay là một năm? Cái sự chăm sóc của ảnh quá là chu đáo. Chu đáo. Và cũng như là không bỏ sót một cái thời gian nào hết, cho nên là con cũng dễ đổ. Khoảng một tháng là đã về sống chung luôn rồi cô. Sống chung luôn. Thì đó, trời ơi chị nói em nghe, chu đáo cỡ như vậy, thử nó một ngày nó không làm coi là không chịu được. Đúng dạ, không con? Dạ. Mà đã vậy là lại đẹp trai. Hai đứa là mướn nhà hay là con về nhà ảnh? Dạ là nhà của ảnh là ở bên Hóc Môn. Ba của ảnh mua cho ảnh riêng rồi ảnh ở đó anh đi học. Nhưng mà không có đi học, đi chăm con không mà cô. Kể từ lúc lột cua là qua một tháng sau là ổng lột con luôn. Mà sống thử vui không con? Cái hành trình sống thử của hai vợ chồng con thì cũng vượt qua những cái thăng trầm cũng rất là nhiều. Nhưng mà trước khi về sống thử á thì hai tụi con có giận nhau và gần như chia tay. Vậy hả? Thì lúc đó là con ngồi ở cầu thang của nhà trọ con khóc. Mà con vừa nhắn tin cho ảnh nữa, kiểu như là con không có sống thiếu ảnh được. Thì ảnh cũng rất là thương con. Xong rồi qua nhà trọ dẹp hết cái đồ của con và chở con về nhà. Là hốt con về luôn đó. Dạ, hốt là hốt con về luôn. Sống đó, cùng luôn. Trước khi sống thử là con giận. Hai đứa giận nhau. Giận nhau và khóc và nhắn tin. Ừ. Em không thể nào sống thiếu anh.
Đó, mà nhưng là... mà chuyện gì mà gây? Kiểu như cái chuyện nhỏ mà giận hờn của trai gái rồi cô, chứ không có cái chuyện gì lớn hết. Hồi xưa giờ cưới nhau rồi cũng không có chuyện gì lớn hết. Lúc đó là cho tới bây giờ là bao nhiêu lâu rồi? Dạ sống thử thì 3 năm. Sau 3 năm thì bắt đầu tổ chức cưới. Thì đến thời điểm bây giờ là cái cuộc tình của hai tụi con là đã 9 năm rồi. 9 năm. Tụi con sống thử bao lâu thì gia đình phát hiện? Ba con cũng thoải mái vậy đó. Lúc mà vợ con về là ba con cũng qua luôn rồi. Ba con bay máy bay vào trong này luôn. Là ông ở Bình Định hả? Dạ. Ừ, ông bay vô rồi sao? Rồi ông rồi gặp mặt xong rồi nói chung cũng tổ chức tiệc vậy đó. Rồi ông kêu ok cho ở vậy, hôm sau là ông xuống phía nhà vợ luôn. Vậy đó hả? Dạ. Xuống xuống gặp. Nghĩa là cái cuộc tình này là được ba chồng thúc đẩy ở chung, mới có ngày à. Ừ, là ba chồng vô. Bay vô luôn, xuống nhà con tìm hiểu, xin phép ba mẹ con cho con đi về quê của ảnh để biết gia đình ở ngoài đó. Hay quá. Ủa nhưng mà đã biết là hai đứa đã sống với nhau rồi, tại sao lại tới 3 năm sau mới đám cưới? Ba chồng cũng là người kinh doanh làm ăn, ba cảm thấy rằng là hai đứa còn rất là trẻ và còn phải thi cử và để lấy cái bằng. À, còn đi học. Còn đi học. Ba mới tạo động lực cho là hai đứa phải lấy được cái bằng. Ừ. Thì ba mới tổ chức đám cưới. Vừa yêu vừa học. Lúc đó 20 chứ mấy? 21. Bây giờ 29 tuổi đúng không? Thì là 9 năm là lúc đó tụi con 20-21 à. Cái người đàn ông này trước đó có thể là có nhiều người yêu đúng không? Nhưng mà sau khi gặp con chắc là ngưng luôn á. Chứ dễ nhiều gì. Nhiều người là cua những bạn gái là đẹp đẹp không à, cao giống như người mẫu vậy đó, nhưng mà gặp con là bắt đầu không biết sao chăm con vậy luôn. Cái duyên cái nợ. Dạ. Như vậy là chắc là vừa ra trường là đám cưới luôn đúng không? Ra trường là đám cưới luôn, cách nhau có 1 tuần là ra trường bằng. Được 1 tuần là đám cưới. Dạ, nhận bằng xong rồi lên xe huê. Dạ, nhận bằng tuần này xong rồi tuần sau đám cưới. Các con là được bao nhiêu bé rồi? Dạ, hiện tại thì con có 2 bé, một bé là 6 tuổi, một bé là 17 tháng. Con là quê ở Bình Định. Dạ. Con là quê ở Tây Ninh. Dạ. Ở ngoài kia là ba cũng làm ăn. Con... ba làm ăn là làm trong này, cũng có cơ sở ngoài đó. Cưới về là có một thời gian là con ở ngoài đó làm ăn, vợ con ở trong này làm ăn. Một tháng bay vào mấy ngày vậy đó, rồi con lại bay về. Nhưng mà cái thời gian đó có lâu cảm không? Thấy khó chịu không Nhi? Thật sự ra vợ chồng son đúng không? Dạ, cũng là một cái câu chuyện của con. Con là một cái cô gái thật sự cá tính mạnh và thích độc lập. Ba chồng xây nhà mọi thứ là về, cưới con về là cho con ra riêng để độc lập ở ngoài đó. Nhưng mà con cảm thấy rằng là con muốn tạo dựng cái nghề nghiệp con ở trong Nam. Con mới xin phép là con ở trong đây. Thì thật sự ra là hai vợ chồng cứ xa nhau, một tháng mới gặp 1 lần. Thì con cảm thấy là cái tình cảm đó nó bị xa cách dần. Con mới nói chồng con là thôi anh vào đây ở với em đi, thử xem như thế nào. Chồng con mới thương con và đi vô đây. Và hai đứa bắt đầu một cái nghề của con. Nghề đó là nghề của con và ảnh ủng hộ con. Cho đến ngày hôm nay thì ảnh luôn là người ủng hộ con rất là nhiều. Và bây giờ mới có một cái chuỗi spa như vậy. Bây giờ qua cái phần đi. Kia đúng không? 3 năm sống thử. Mấy năm? Bây giờ 9 năm rồi, tụi nó vừa yêu vừa cưới là sống với nhau. 9 năm rồi. 9 năm. Dạ. Vậy thì có bao nhiêu tật xấu? Tật xấu? Có không? Có không? Dạ, có. Còn kể cho chú nghe. Nó như con là bắt nguồn từ lúc mà lấy nhau á. Từ quen cho đến lúc lấy luôn. Là có nhiều tật xấu lắm, nhưng mà con vẫn là cái người mà bỏ qua. Thôi nhân đây thì khui đi con. Đó là những tật xấu gì? Ảnh hay xài phóng khoáng và mua đồ hiệu nhiều. Chắc là gia đình cưng chiều quá, phung phí. Không có tiết kiệm. Không có tiết kiệm với con. Con sợ rằng á là xài phung phí vậy rồi xài hết tiền của hai vợ chồng làm ra. Thì mốt ba vô rồi ba nói là làm bao nhiêu năm nay không có dư này kia rồi bắt tụi con đi về quê thì sao? Cái đầu tiên là phung phí nè, có không Phong? Dạ có. Này công nhận nha, tiếp tục. Còn cái tật xấu nữa là mỗi lần mà con giận á, ảnh hay im im á, không có dỗ dành con á, im im xong rồi bỏ đi chỗ khác. Thành ra là hai đứa hay giận nhau. Giận nhau. Giận nhau lâu không con? Giận thì khoảng tầm 1 ngày là xong. Qua ngày sau thì hai đứa làm hòa với nhau. Rồi tật xấu gì nữa? Có đam mê, có thú vui gì không? Chồng con thì rất là ngoan. Nhưng mà có cái tật xấu là hay thay đồ ra xong rồi bỏ ngay chỗ đó luôn. Mê bụng. Dạ. Còn... có không Phong? Dạ có. Đàn ông thì ít người ngăn nắp lắm con ơi. Tìm được một cái người đàn ông mà ngăn nắp rất là khó luôn. Mà tìm đúng được cái người đó rồi á, thì là cái tánh người đó lại là khó chịu lắm. Khó chịu lắm, kỹ lắm luôn. Khó chịu.
Bạn Đạt thôi kệ, chấp nhận bừa bộn chút đi, nhưng mà có chừng mực là ok rồi. Còn cái gì nè, có mê độ xe, có mê nhậu nhẹt, có mê bù khú với bạn bè gì không? Trời ơi, chú nhắc thì con mới nhớ là ảnh còn thêm một cái tội nữa là độ xe. Mua chiếc nào là về là độ chiếc đó. Ừ. Thì con tức quá, đợt này là con mua luôn cái con Z4 luôn. Để cho về khỏi độ, là full option là cho khỏi độ luôn. Khi mua là con mới nói là không có được đụng vô. Thích độ lắm, độ còn hơn cái tiền mua xe nữa. Ừ. Rồi còn gì nữa? Thôi, chắc hết thôi, đúng tội, không? Tội em cứ khai em ra nhiều quá. Thôi giờ con nói luôn đi, con mong muốn chồng con thay đổi điều gì nhất? Vợ chồng con thì luôn đồng lòng với nhau. Mà có cái là do là bản thân con là đưa ảnh vào đây để hai đứa tạo dựng nghề nghiệp riêng, không có phát triển được cái nghề của ba chồng. Cho nên rằng là mỗi lúc mà con áp lực trong công việc á, hoặc là con buồn bực, thì hy vọng rằng ảnh là luôn che chở cho con và luôn cảm thấy là con giận dữ quá thì phải lại ôm vợ một cái thôi, chứ đừng có bỏ đi đâu hết để con mình, thì con càng bực hơn. Ừ. Được không? Thay đổi được không? Dạ được. Chỉ cần chồng mình ở phía sau ôm mình một cái và nói là anh ở đây là con cảm thấy là nhẹ nhàng hơn rồi. Đơn giản mà Phong. Dạ. Giờ tới con đó. Vợ con thì không có tật gì hết á, chỉ có là nhây thôi. Cái càm ràm vậy thôi, vậy rồi. Càm ràm thôi. Dạ. Nhây càm ràm. Vậy con có mong vợ con thay đổi điều gì không? Dạ không, dạ là được rồi. Không có thay đổi. Cứ vậy thôi, không có thay đổi gì hết, dạ. Đúng không? Vậy là chấp nhận cho càm ràm nha. Dạ đúng rồi. Chấp nhận luôn. Dạ. Vui mà đúng không? Dạ. Thôi thì bây giờ nhân cơ hội này, chắc chắn là có ba, có mẹ hai bên coi, thì con có muốn nói điều gì với vợ hay không? Anh sẽ đồng hành với em suốt cuộc đời này, nói chung là ủng hộ em tất cả, vậy thôi. Rồi, nhưng mà nói thêm cái nữa là vợ mong muốn thay đổi là cứ mỗi lần vợ áp lực cái gì đứng sau lưng ôm. Dạ. Ôm vợ là có làm được không? Hứa dạ không được đi. Để làm được điều đó. Đó, vậy của là nhà đó, đó. Méo. Rồi nắm tay luôn. Ok, vậy là tốt rồi. Ok, rồi. Xin cảm ơn hai con.